đúng là có vô nhà gì bay sao nhớ mày gì vậy. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thích Comment nha. Thì hôm nay là mình có chuẩn bị một ít 50 cuốn bánh xèo nha các bạn. Đây, thì hôm nay thì anh em mình cũng chơi là đấy, với cái hoàng chiếc nón cái dịu bên cạnh đây thì anh em mình sẽ làm cái series mà được mọi người ủng hộ nha các bạn. Hiểu rồi, tao đã hiểu rồi. Cái sao nữa? Dạ, cái series em thấy được mọi người hay ủng hộ. Thì kêu đi chơi. Thì anh em mình thì kêu đi em hành hẹn tao được hay sao vậy? Bọn cái đây hành nói hành đồ hành. Đồ anh đi anh có thưởng mà đồ hành nữa anh hỏi. Nó điện mình nói anh hỏi rèn anh cuối em cũng anh chiều ngồi anh rèn đổ mấy anh ngồi quốc cái gì vậy nữa sao mình sớm cho rung á. Thì anh ngay thâu không anh đâu có mất mát gì đâu đúng không? Hầu lúc trước á thì mình chơi thì mình có lầm anh em một người một ít để dùng ở đây. Đó anh em mình cố cái sức các bạn không hiểu đâu. Do mình một khi mà mình báo tiền ra đúng không? Như gương này báo tiền ra mình phải muốn thắng đó mình làm cái số tiền mãi chứ sao mình mất được. Nhưng mà bị các bạn nói mình á thì tạo ra trò chơi mà đó anh em góp tiền thì không hay. Nên giờ á thì mình mới làm cái content đây á thì mình báo tiền thì mấy anh em chơi không có nhiệt tình, mình sợ anh em chơi không nhấn nhiệt tình được. Là ví dụ như anh hỏi anh tầm 5 cuốn này. Anh dừng lại mắt các bạn. Anh kêu thâu độ không ép ảnh được. Không? Anh đâu có thở mà chơi hết mình được các bạn. Nếu anh bỏ tiền ra, anh hỏi giờ anh bỏ 500 ngàn ra là đổ anh chơi. Anh cố lấy lại tiền anh là anh chơi liền. Và đâu vì các bạn nói vậy thì mình cũng là. Thì đây nước chấm thì mọi người một chén này. Ok đây trên đây là một cái mâm bánh xèo nha các bạn. 50 cuốn bánh xèo nha. Thì bánh xèo thì mình cũng cuốn này vừa mồm. Để cho anh em ăn nó không bị chán, không bị ngán nha các bạn. Ok, đấy, đây là hôm nay anh em sẽ chiến thử thách người cuối cùng anh nêm mừng cuốn bánh xèo. Thì thắng được nêm sấy nha các bạn. Đây. Đây nha các bạn. Thì anh em hiểu được chơi thì đây cho các bạn đây. Giờ hôm nay mình mới làm lại các bạn nha các bạn. Quay lại coi. Đây này mình mới làm các bạn này. Một ăn thêm được này là các bạn hiểu đấy là mình ăn một cuốn rồi mình thêm một cái lượt nữa. Đây số ba là ba cuốn. Đây ba lượt. Ăn bữa luôn á. Hai cái ăn cùng bữa. Ăn cùng người chưa đấy. Ví dụ như mình chỉ người nào ăn cùng với mình. Một người một cuốn đó. Và đây bên phải cộng một và chỉ định okay. Hai cuốn là chỉ định ai ăn là ai người đã phải ăn hai cuốn đó. Ví dụ như tháng mình ăn nhiều nhất là mình dùng quay mình chỉ đó ăn là nó ăn no là nó mất nước là mình là người cuối cùng mình lụm nêm sậy. Thế sao nhưng mà hôm nay mình chỉ quyết tâm để mình lụm lại nêm sậy của mình các bạn. Mình không có bắp gì hết chứ nghe sao mình ngu thế tôi tạo ra cho anh tự mất tiền giải mới nói. Em bỏ đi không bỏ mình chứ sao thì anh tiền anh cũng không muốn bỏ thì em bỏ chứ giờ sao đây đỡ cho anh em mình đỡ cái gì một cái động lực anh hỏi không đó mình vô dùng. Ok không nói dần nữa nha. Đây phần thưởng thì mình để dưới đây đó. Đỡ nó chút nữa. Ok anh em mình ai chào chơi. Sao thi vòng đi, thi vòng anh đi chứ đèn nào tới mình. Đèn nào tới đó. Đèn nào tới thì anh lớn anh phải làm. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô quay. Thôi cho mình làm trước là làm áo liền. Quay đi mẹ. Cái gì đâu. Anh nào. Phải đỡ quay trúng chỉ định thì đang chìm đang cho nó bất năng nghĩ gì. Đây quay quay các bạn. Rồi bên đi mình chia ngừng trăm một hai. Chị anh hai. Không ông, chị đậu đi. Anh hai anh đầy đủ no rồi đó. Đúng rồi, để cho mèo nó ăn xong rồi mà anh em mới quay nữa. Quay để nó ăn nữa thôi. Chứ không mà cứ dùng chập anh em mình thì không á. Đấy, cứ từ từ thì thoải mái. Máu đồ đen mà, đồ đang đói mà, bụng anh đang đói mà. Chưa dành cơm chưa? Chưa mà nghe đồ nghe sếp mà nói ra được. Nghe mà khéo mà nói kêu ăn cơm hùm, tao để xuống rồi thấy hiểu. Mẹ trời, mẹ trời. Đó chừng nào ta đạt được nút kim cương là tao mua tao. Tôi ra bách tôm ruộng cho mày ăn á. Đâu bữa nào tao bách tôm đồng mà mày ăn nghẹ. Chuồng tôi bảo biết bao nhiêu giờ nó xây được cái máu của người. Ăn nữa đi rồi. Bữa nào tao làm dòng xây là người cuối cùng ăn tôm bà tạc wasabi á các bạn. Tao đang thí mẹ luôn. Được không? Tao mua đủ một mấy cái tôm đỡ đó. Cứ thua cứ một ngàn mấy con ăn wasabi vậy. Thảo vô cũng đợi, anh tiếp đi. Anh tiếp đi, anh nhanh đi. Mấy cuốn nào, mấy cuốn, bao con cuốn. Được, ông cứ được, ông ăn cuốn này, đợi mọi người ăn cuốn. Đó cho anh xem là em muốn quay nữa. Anh nhanh đi, tao đi. Lửa gì mà cũng nào cũng vậy. Cuốn nào cũng vậy. Cuốn nào cũng vậy, mình nhìn được mắt mình ăn nó dở thở hơn nha. Cho này con phải nói nha Cường, không phải. Đỡ mà vô đây mà nói thục coi nha. Mấy tức dữ vậy. Đừng có nôn ném các bạn, đúng không?
Mày hồi nãy mày cầm hai cuốn rồi nhét mày không mày một lần nghe này đủ rồi. Thì nó chắc là có lẽ là nó chỉ vượt qua thôi các bạn ơi. À mày giờ chứng người ta nói nữa chứ. Thôi đúng đó, tao mày chứ thôi đó. Mày đi vòng tay phải mà mày cùng như vậy. Quay một vòng hết đây rồi. Ăn đầu tính tiếp đi. Anh quay đầu tới nó mà. Thiếu ra giờ thiếu ra đợi anh ơi. Anh đừng thiếu ra đi. Tao mày quay là đâu. Có rượu đá phải. Thôi giờ mày quay cái rồi. Đây là giờ tao mình quay nha các bạn. Ừ đúng rồi quay. Cho đó nó nói mình thiệt đen anh. Nước nước nó hoàn. Rồi mấy rồi. Mấy anh uống nước không? Còn nó, chà nó uống thì nó nhanh no, nó đi sống thầu như gì đâu. Mày cũng biết sao không? Hai bảo đúng không? Hai đúng không? Đầu hai. Ý mày, đúng vậy rồi. Được cạn, đây. Thì tấm mình là hai thì mình sẽ dùng hai cuốn nha. Đây, xin mời các bác nha. Cũng mà cây này, gà thùng dưới. Ngon. Ngon không? Nhìn đó sáng tới giờ chờ nhiều đó không à. Em mà đáng lẽ như anh họ, hồi nãy em kêu là chơi điện thoại em tự chuyển mình thôi mà. Thôi mà, thôi mà, thôi trái hại cũng nhân biến được nè. Vậy mà đi sĩ quán bùn đầu chứ vậy. Ừ, đó nữa. Không, nhìn đi. Nãy nay mà vừa thời gian cho mọi người khác ăn chứ. Đó, để tao chờ nãy giờ rồi. Bắt cuốn đi nha. Nè, bắt cuốn này nữa nè. Cho anh em hai cái đi. Em quay thôi. Anh đi, đây, đó. Đừng riêng ăn mấy cuốn đó vậy chứ. Rồi, em quay tao, nếu không phải là em quay em đi. Đâu? Cái đúng với em đi. Từ từ, đợi nãy thứ hai đâu, quay đi. Tao quay đúng rồi đó. Quay mạnh lên chứ. Quay hơi nhẹ. Còn. Được. Điểm lượt là sao? Một cuốn là một cuốn. Ăn một cuốn là quay thêm một lần. Quay luôn đi. Ăn đẻ quay. Ăn đẻ quay. Mình xin phép các bạn nha. Đã lượt mình ăn. À vô. Đó, ăn hai đứa vui đây đâu về đó. Vô. Má y bà. Đây là ngon. Từ từ bạn sẽ biết cảm giác nó ngon như thế nào nữa. Nói chung là mình cũng hai đây là hai người mới nha các bạn. Đây thì bạn Cương. Bên cạnh nhà mình. Bạn số mấy? Đây là bạn Tăng thì nó cũng gần xóm mình. Cái đó là mình có cho nó người mới các bạn. Nên giờ mình khuyên hai bạn là anh đừng có cố chấp nha. Đừng có với tiền mình cố chấp. Hồi bữa anh đây nha. Người ta uống nước anh mưa luôn. Anh không dám, tao kêu anh không dám quay lại lần hai mà. Anh chạy cố lắm đi. Chắc 500 ngàn hả? Rồi tiếp là quay tiếp đi em. Ừ, quay tiếp em. Rồi hết cuốn rồi đi mày. Hết hai cuốn rồi các bạn. Dèo em là hết rồi nha bạn. Mình có một cuốn rồi nha. Số 3 đang đợi chờ mày đó. Liên nhau rồi. Số 3. Chết tiệt, đang nghĩ cái quái gì. Số 2 thấy chưa? Nó quay rồi nè. Quay rồi, nhìn nè. Quay rồi. Đó nó quay rồi. Nếu mà quay ấy. Chưa quay. Cân nào quay lại. Quay lại nha. Quay lại tao nói mày. Tôi mạnh lên. Ờ cho dưới là quay lại. Quay gì quay mạnh đấy. Cuối cùng đó. Cuối cùng nó không về số 2 tao nói rồi. Dạ. Không, không ra gì hết. Quay chưa? Số 2 không chịu mà muốn nó mà. Quay chưa? Đó. Quay chưa? Dở dàng không mà muốn phát mạnh được không? Đây xem. Đỡ tao tự bóc. Đỡ nó tự bóc đó. Mình không gọi là sang chắn. Tự ăn với mày. Tự tìm. Kêu là không tự sang chắn không biết. Cái nào cũng vậy à. Tại tao tưởng nó trúng bụng rồi chứ bi. Thôi đợi anh rồi, đợi anh rồi. Là quá à, mày ốm á mèo. Thôi giờ mình dập cho anh Cường, Cường tới nó ốm. Anh em mình chỉ định là mình dập cho anh đây nó. Không nào dây ngọ. Cứ từng mình loại từng đối thủ, hiểu không? Mình phải bắt tay nhau. Người cuối cùng sẽ được chiến thắng các bạn. Rót nước đuổi cho nó uống cho nó no. Rót nước cho nó uống cho nó no, cho nó nhanh đi. Cái này muốn đứa nào muốn uống không vậy? À thì uống đi, uống đi, xong rồi nha rụng. Từ từ anh đợi cho nó uống nha. Nghe bỏ bè bây. Nghe bỏ hai đường lòng. Không vậy á, cho ai xe trước này đi. Không chui miệng, nó đọc con gì đâu. Đây, bây giờ mình chỉ định hai rồi cho anh Hồ, anh ăn cuốn nãy giờ anh đâu có ăn đâu mà. Điều mà chỉ thôi là mày sai á. Gặp tao là tao chỉ Cường cho nó ra luôn đi cho đâu. Mày ác ấy mày. Rồi được cuối rồi. Hai hàng đầu đây cho này. Thôi lừa cuốn anh em. Lừa ơi. Nhanh đi chứ lừa cái gì mà. Mình nhớ mình đâu đã tham ăn tục uống đâu mà sao bây giờ mình bóc rồi là đừng. Mình dính vào đó là anh em mà đừng dính vô cái vết xe luôn. Tí dụng hết trơn. Nhanh đi tao đừng quét thời gian nữa. Bình tĩnh bạn. Đấy. Đúng rồi, nút trọng luôn đi em. Mà nút vô đồ chơi nó lòi ra. Hồng môn rồi luôn. Bây giờ đồ mấy anh đi ông anh nem nem cuốn rồi, nem cuốn rồi. Cường xem ngoài anh Cường quay được không? Cường lên đi nước. Điền vào tao hết đâu. Rồi giỡn lên quay hả? Trời ơi anh hết hả? Rồi quay theo. Rồi mâm anh hết luôn. Rồi bè cuốn ăn. Vậy vậy. Ăn bè cuốn ăn đẻ. Thôi bạn nói. Các bạn nói anh. Các bạn tới nào quay mình làm anh cũng biết nào mà thắng bạn. Trời hay á, quay được chỉ định. Bên trái bên phải xong mình quay. Bên miệng anh thấy như bữa ăn của em đã thắng không? Của em nó ăn nó rất là hên, nó quay tàn là que lượt, tức là một cái bốn cân à
anh biết sao nấu đánh được. Ủa mà anh chết đêm mà nữa anh còn theo chứng rồi. Em quay lần là bè trứng, bè lần chiếc trứng ông nấu tôi ăn. Anh nấu các bạn. Cái này bên đây hơn thương bạn. Cái này hơn là anh nấu. Chứ không cái bạn hơn lại nghe. Cái bạn quay tàn là quen lượt với chị Định thôi. Mà đâu có ăn gì đâu. Anh mẹ mà bạn thấy nó 5.000. Đúng rồi. Thì cái đó là mới hơn chứ. Đen rồi mới thèm. Mình ăn nhiều cũng không có thể nào mà bằng hơn được các bạn. Như uống game vậy chứ. Hay không có thể nào bằng hơn. Đủ nhiều khi mình đứng nhà tự nhiên không không bòn ghê chết. Như hầu trước mình nhà ghê đang quấn nhảy gần chết là nó lách mẹ nó ghim ru rồi mình đập nó chết luôn. Thưa ông im mẹ à mồm đi. Mày má cái cuốn mày cuốn. Mày giang tao cho mày đe sang đấy nha. Lỗi liền á. Em có ăn giang rồi em không? Em có giang đúng không? Đây còn mấy con đây đang có một người cái đó mà be thằng đẹp trai quấn thằng xấu ác nha. Em nấu nữa re chứ mày làm nói là một thằng xấu ác quấn be thằng chết em. Những cái đặt mạnh vô chứ gì đâu mà ăn câu thời gian đó nè. Tao ăn miệng ông mắt đi ao luôn ơi. Nhét vô lỗ muối á. Ông ăn dài miệng hơi lâu á. Đồ tôi ăn nữa tôi ăn lâu. Ừ. Đưa kêu bác sĩ mổ bụng ra mở nó lại gì đâu. Đừng có nói nữa. Không nói nữa nói phí thời gian quá. Ăn nhanh rồi lấy 500.000 tiền cho nó này. Xuống bụng đúng không anh nội? Đúng bụng. Rồi, đưa nước rồi cho nó uống cho nó nói. Ôi. Uống nhanh bất ngờ dân. Không biết ơi dân rụng. Rồi tôi đọc em ra. Tăng nãy giờ được 5 cuốn mà cần mấy cuốn biết? 4. Cần 4 cuốn ơi. Mình là 2 cuốn. Anh hồi chưa ấy là chứ hồi hèn nhà nước miếng chảy nước còn có bỏ cả tiền mà đó các bạn mình tiền được uống rồi mình nhanh được các bạn mình tiền lại cái thằng này có gì các bạn ơi trào thương những kiểu cuộc hờ mà mình ăn dài tí nữa tí nữa quan em đừng ngại mày nghe mày đừng nói vòng vòng nói nhiều quá tao cố lên đồ mày không anh như đàn bà các bạn như đàn bà anh rút đi anh nhốn luôn tụi mày anh còn một cuốn rồi anh hồi quay được á anh hồi đang đói rồi đó mày anh đang đói mà mình nhanh lên cho mấy anh lại với mẹ chứ đói vậy không rồi xe lấy bên trái đi các bạn bên trái giết bên trái anh nhanh đi đúng rồi hả không biết đâu nhìn quay vô quay đây bảo bên trái đi anh ok để mình này làm sao anh ở đây mình sẽ gặp lại anh luôn chào thương những người không biết anh chưa tới mình quay đâu mình cũng thương chứ đúng là anh hỏi chắc là hôm nay là người ta không muốn hỏi anh rồi cái bụng đưa giờ sáng giờ đói không nói chuyện nước miếng em cổ này các bạn cái đậu này để đậu mình ke nữa mới chưa anh cuốn bánh anh ngồi bên này cho anh đậu anh ngồi quốc công thi tôi buông quá ờ đúng không dạng chưa dạng mẹ mẹ dạng mình nói đi thua đe nha tao nói là tao quy kỹ quy kỹ mẹ mẹ giờ mình cuốn này là mình cuốn bánh xèo các bạn mình nói dầu mỡ họ mình nó nhanh nhanh ngắn nha đồ thiết cái nào ngồi đây cái sòi chặt chặt chúng thiếu cái sòi đồ cũng chặt chúng mày thì 1, 2, 3, 4 mình lên lên bàn á bàn thờ á quay tiếp em mình mất luôn nha bạn quay đừng có một cái chị định cho mèo đang chim quay mạnh lên chứ quay lại cái này đó đi quay cái quay đúng không mạnh lên chứ gì đâu mà quay cái gì quay vô bè cuốn chị định hai mèo mèo ơi Anh nói chuyện nghe. Anh em chén rồi bây đỡ đang hai cuốn đó người thằng anh cường quay trúng nữa rồi đang nữa độ tao cho anh về chết luôn đổi từng thằng mẹ bây giờ mà mình chỉ hòa thì anh hòa phải không thôi vậy không lộng gì mày ổn vậy thấy đứa con người làm tổ cua nó cứ nói luôn cả con đi đây đi anh ngồi rồi đi ra đó nó đi bốn người bốn con vậy đúng rồi cứ vô vậy gì bây sao giữ mày thôi em ơi lại mình trò chuyện để cho biết thôi có chi xa vời
Giữa mày. Gì vậy? Đừng quen, đừng quen, đừng quen, đừng quen. Không quen, không quen, không quen. Nói chung là giờ một đối thủ ra loại các bạn. Yếu. Đợi anh trái nghe mèo. Đừng quen yếu. Đợi đợi cho trái anh luôn đi. Chịu mà. Trái nó chờ, nó thách những thành viên bằng. Một phen loại thanh niên. Lập bệnh nhất tường, ghe cốc xoài kìa. Rồi giờ tới anh Cường. Ok, tới tay không? Em là tới đường Cường nhá. À đúng rồi, tới Cường, tới Cường các bạn. Em vô anh. Quay nhanh anh Cường. Để anh Cường đứng dậy quay. Đâu, giờ là băng quay. May mắn này. Chị nói cái gì không? Sẽ dạ, vô dạ, số nào đây anh dạ. ơi? Anh cùng một. Anh cùng một. Nè, mọi người ngừng. À, đúng, là, à, đúng rồi. Mà chỉ ai mà muốn anh cùng ai. À. Giờ còn tao với anh họ không á? À, muốn anh à, mày, anh tao thì thức. Đi. Ok, ok, được rồi. Mẹ này. Ghẹ nhèm quá nhiều. Đây, 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 ông này hả? Ông này hả? Sao mày ngu dữ mày? Đem mày đúng không ạ? Vậy chút lại xong anh mà anh cùng tôi nói đồ đây quốc đầu anh nữa, đi 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 sao giờ anh hả? Ok các bạn, anh cùng hai chơi đi, mình chấp nhận. Mình không có thời gian rồi, sẽ rút nhanh nhất có thể các bạn. Đúng rồi, đó, rất thích điều này, nữ điều đó đó. Đó, nhưng anh đứng hẹn anh mở anh không? Anh mở anh không? Rồi, coi bội thật chết đó nha con. Rồi, giờ ta nha, ta nha. Được anh nè. Anh Hòa là phải đem cuốn nha, đáng lý mày xuống đem đằng đó nè. Trong mày là danh thiết nè. Bên trái một đó. Cái đồ. Ê, nhanh. Cuốn anh cuốn nữa nhà đây. Má rồi, cái lực như anh rồi cuốn. Nói đâu rồi, mình không anh, mình ăn trên trai miệng bạc. Mình coi nè, mình không có ăn ở đây. Mình làm trên trai miệng ra, anh kia anh thơ. Nhanh đi. Ngon, ngon, điểm. Không, không anh nhanh đi. Cái gì để đây? Không có. Năm niềm y bản luôn á. Chứ anh chỉ định, anh tự chỉ định anh. À, không có, không có đâu. Rồi, anh cuốn rồi, nhanh đi, bên trái. Đâu, nghèo. Ồ, bây giờ đó, đá luôn rồi các bạn. Có công chuyện rồi. Anh xem nào đi, mua tự quay nữa các bạn. Tự, nó tự quay con nó nữa. Đó. Bây giờ mà tất cả các bạn ơi. Chào, nó đẹp vỗ tay cho nó có động lực, nó ăn chứ cái gì đâu mà. Đó, đó thấy đó, động lực chưa? Thấy cứ tự tin hơn trong cuộc sống nha. Không, mẹ thấy anh tốt à, anh biết anh mấy cuốn cháu cuốn gà. Thằng cháu nó đang mừng mày về thế. Rồi quay em. Rồi thiết quay. Rồi tớ mà quay em. Đúng rồi, quay cho các bạn. Ta đã bỏ thật này. Hai cuốn. Gỡ gì chứ anh mày. Được không? Có được không? Nhớ lên. Mình lại uống đi. Rồi nhớ lên. Trời trời trời, lắm niềm đó. Thằng đấy hiền á, ôn thằng này mà nó ăn mày hấu nó. Bây giờ mà ăn như cái đeo bùi vậy. Tao hấu mày, mày kêu lên trời tí. Mày không, mà không biết cái canh của người nghe kìa anh. Anh hai cũng làm luôn đúng không? Quốc. Bé đây mà nhầm nhò gì các bạn. Ừ. Hai cú nha. Rồi nhắn đi. Nào tới được Cường đây, Cường quay luôn Cường. Tự anh hả cơ. Đừng thiết anh hả, thiết anh hai cú lần mà đây Cường quay. Đường này em quay bên phải hai cái nữa. Trả đây luôn, trả đây. Cường quay. Quay Cường. Bên phải này, bên phải có một cái này. Ủa mấy quay tao mà hai cái nữa tao nghĩ luôn. Ít nó lúc yêu. Anh đừng nói. Lạng quạng nay hôm nay sân nhà mình là công trao lại coi kìa. Sống giờ chưa ăn cuốn nào mình mà ăn nãy giờ mấy cuốn này. 7-8 cuốn quá. 10 cuốn rồi. Không, mình thích ăn 7 cuốn mà 7 cuốn hả? Đây các bạn. Nào chờ thiết chứ tụi ăn xong rồi bắt đầu mình quay tiếp chứ không có đôi dùng nhập được các bạn. Ngon. Nhà này được ăn này, nhanh đi. Nấu được không? Đó nữa nói anh hỏi em bước đầu. Em bước đầu em tự em cúc. Được, anh mèo mèo cho anh hỏi anh quay nữa. Ừ. Coi á, coi cho bữa mực xanh là mực vàng, nay bạc xanh nữa nha. Có mực vàng luôn các bạn. Lạng quạng dở dàng lắm nha.
Giờ mình trên là mình nhớ luôn á. Chắc là anh mình chắc anh mình chắc. Đâm mày đánh chân mày hổ bê áp lại đây. Mà kỹ, ui chú mà kỹ. Ui dồi, wow. Cậu mày đem kim nhé, đập mày mà hả? Không, anh lúc hả? Nước, 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 nước. Nhìn nó, bạn nhìn nó không đéo anh mùa. Cha cha nó nước mà, cha nó vô cho nên nó cắn lại trong đài nó không gục xuống nữa, khổ nữa. Nhiều như thế này mày. Mày cái cha nào? Em nghĩ mẹ chứ không? Theo một hai thêm được đó hai kiểu đó anh đây ngay anh đang hoàn quay. Ăn được, ăn được hí biết rồi bớt bớt mình đá chi đá chứ tính nó bị loại rồi đó bớt bị loại rồi đó. Giờ của mình nhân cường mất chưa mất giấy gì đâu mà ôi ôi anh em tao thua mình thua các bạn mình rồi anh em. Ê anh em mình giỡn người 250 gì vậy anh. Còn nãy hứa chia người 250 mà giờ bắt ăn nữa không? Chết. Giờ chia người 250 mà bắt ăn nữa mày. Không có vụ đó nè. Anh nói mấy cuốn nào? À đúng rồi. Dù giờ uống nước mà nó không đâu. Mấy bạn lớn quen cái nữa đâu. Cố lên đây Cường. Tao tin mày á. Đợi giờ nó quay bè là 2 thêm lượt lại. Được, anh ơi, anh ơi, nãy giờ chưa anh nhảy lâu thôi không? Đừng có thời gian. Có thời gian quá. Đúng rồi, anh hỏi là anh đầu tiên nãy giờ. Đúng rồi, đó. Trên anh coi, tôi chẳng quay anh. Của anh hỏi đó, nhanh đó. Ok, chụp cái mỡ. Mỡ này mà hút heo. Chắc bữa nào tao chơi, tao hút heo quá. Thì hút heo không? Làm người cuối cùng hút heo sẽ thắng một củ. Củ mì. Mày hút đi mà. Mà đừng có đỡ tao phát là nghe được. Chúc mày lén lấy lại tầm 500 ngàn mày cho tao 200 lẻ. Đỡ đi không? Cái Hòa này anh làm lẹ đi luôn á. Nói mà trước khi quay video là tao với anh Hòa nói rồi. Ngặn người 250 rồi. Chú vậy còn mấy chục cuốn nữa nè. Ui ôi à. Còn chắc cỡ hơn 20 cuốn á. Ừ. Đây đưa ông chồng lên nào. Chồng lên cho tao thấy cho nó nhiều nha các bạn. Đây. Trời, chụp tính này không biết bấy nhiêu luôn á. Đây là mình cuốn mình làm cho 50 cuốn nhưng mà mình kêu là 50 cái nha các bạn, cho 50 cuốn rồi đấy, còn 1 chồng rồi. Đúng rồi, quay đi. Quay thêm lượng nữa này. Được rồi, 3 cái nữa. Bên trái 1 cái, em. Đồ hên cho nãy giờ mình mà đồ ngầu lắm. Mình trái nữa là anh nữa. Cố gắng lên tập. Giờ tao đóng lần ba nữa là xíu. Em nó vô nhà tôi thôi. Ăn mấy cuốn nè, ăn mấy cuốn. Ba cuốn nào? Ba cuốn mà. Không. Mình ăn chắc gần nhiều quá. Em chỉ định nãy hai lần chỉ định của anh, em ăn hai lần bốn cuốn nữa. Ăn nhanh đi con ơi, quay đi. Sao cuốn nãy chị? Anh hồi sớm giờ anh nào nứt muốn được ăn nữa mà cứ chậm chạp quá đi. Anh nếu không cường cho bé này là bất nhớ không lại anh đánh đúng không? Giờ anh bất cường cho bé mà ai ăn nấu nữa? À đang phải chỗ hai không được. Bất quá. Không hai không mà ngắn ngứa rồi, cũng gần tiếng miếng rồi. Mà riêng mày khinh ngoài mày mấy thằng ói mày im mày nghe. Mày không nấu nữa thâu. Dạ mày. Tao rồi chứ. Sao anh nhớ anh một lần nó vô mà. Mày không ói, nó tự tuôn ra thôi cho nó không ói. Sao nó ớn vậy làm vậy? Nó muốn thêm đen nữa sao? Nó muốn đen nữa sao? Ai? Nè quay này, vòng quay kỳ diệu này. À giờ hai anh em đối chọi này các bạn ơi. Chọi đúng không? Nào ô cốc. Chị định ai đây?
anh cùng đúng không? Chồ không cân cân này đúng không? Cân không? Không, anh cùng, anh cùng, anh cùng. Đâu? Thì còn hai người thì hai người anh cùng nhai đâu nữa đâu. Đúng rồi. Chờ cái solo cứ nghe nghe mà chờ lúc nữa đâu. Ông yếu lắm. Mà anh 15 cuốn là ông anh 5 cuốn là mà thắng. Nó đại, không chờ được, nó chờ lâu quá. Anh quay, anh dên nhiều cái anh chỉ định là nó bất luôn hả? À, anh quay xuống chỉ định là gần rụng luôn. Yeah. Mời đẹp, mời đẹp. Mày anh đâu bây giờ tao bay mày. Nhiều khi giờ mày quay mà chỉ định hai nữa mà chỉ anh nữa. Cường quay đó được vậy. Cường quay, cường quay. Nhiều khi mà giờ mày quay chỉ định hai là mày ăn không? Bây giờ mình cường quay ăn cần cường quay chắc chắn luôn đúng không? Được má mẹ. Dạ cho nó công bằng luôn, dạ cho nó công bằng luôn. Quay đi. Đồ nó quay chúng chỉ định hai là anh Hòa anh lúi. Cố lên đi em ơi. No. Động lên rồi cường cường tiền nào hay. Thôi đi không? Đúng không? Sáng mắt lên. Giờ thì anh sáng mắt chưa được. Có lên anh hỏi anh đi. Nào một cuối bạn được quen các bạn cái đạn anh tức cho mình rồi các bạn. Ấy là anh này cuốn thứ mấy? Cuốn thứ hai. Cái gì vậy? Nghĩ đồ đi. Nghĩ vậy đi vậy. Cái đồ chẳng phải thua này. Ô mẹ đồ ra. Cái đồ mẹ ra anh răng mờ. Mày bị tao bị nhé. Mẹ đồ mẹ đưa mẹ đưa đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Lòng mèo. Ngồi đây. Tao đưa đổi cho. Nghe mày chưa? Tao nói mày ngu, mày ngu, ghê ngu. Mày ngậm trong miệng mày không còn ăn mày hiểu không? Mày ngậm trong miệng nó cũng tự nha. Anh ở đó, anh là mưa mưa tính. Hiểu không? Thì vậy nhưng mà anh cũng phải ăn. Nếu mà nó ngậm trong miệng là anh phải ăn hai cuốn đó. Ngậm trong miệng mà ngậm chịu nấu đó bạn. Cái lượt của nó mình ăn cùng nó là bạn hết đó bạn ơi. Nó ăn hết cái đó là 13 tấn con gì á. Thì nó hết đó anh nhưng mà nó quen được. Nhưng mà em là quen được đâu. Em cũng rất ăn một lượt rồi. Không, không nói chung là giờ. Thôi giờ nói chung là giải thưởng ngày hôm nay thì không ai cắt tiền rồi. Hòa Râm TV. Yeah bạn. Let's come on. Tạm biệt vô đây. Em hết nem cuốn bạn, nem cuốn. Mấy này anh mấy em. Dạ. Thất bạn quá. Nếu nãy giờ anh kêu có thằng con mập dưới này ngàn phút mập này rồi nó bỏ anh tốt rồi. Có bằng của mẹ đúng. À mà cái đây hên nữa mà. Nhưng quay mẹ hên như vậy. Đây còn gặp mà. Đúng rồi. Chúng mình Hòa này rất là hên nha các bạn. Mà ok ngồi chơi. Nói thì nói anh tốt cho ai. Ai mà quay ba hai cái như vậy thôi. Ok đỡ kết thúc luôn. Anh lỗi hả? Nó cho dù không không nấu ấy. Đúng không phải là ngậm trong miệng nó tự đi chứ không phải là tao nuốt. Ý là tao đang ngậm trong miệng đỡ mà tao chờ nó ăn xem. Trong này giờ cái bánh cuốn nó mỡ các bạn, dầu mỡ. Bánh xèo mà. Này chừng nào tao đổ tao. Thôi giờ cái người cuối cùng mà giành giải thưởng thì không ai khác là ngoài anh Hòa nha các bạn. Được 500k. Rồi cảm ơn Thiên nha. Rồi cho anh kia bác sĩ rưỡi chính rồi. Thi mày chia, đổ mày theo nó đi. Thi mày chia. Không có cùng chia các bạn. Thôi thì anh em mình chắc có lẽ là tạm ngưng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Thì anh em nào thấy mình sorry mình ok thì cho mình một like, một share, một subscribe kênh, đăng ký, ủng hộ, chia sẻ cho mình nha. Thì ai mà có cái ý tưởng mà mình quay gì á thì comment cho mình biết luôn nha mọi người. Cái món ăn hả? Món ăn cho quay gì? Món ăn nào mà nó muốn quay. Thì đó, ý là anh em thấy mình có cái ý gì để anh em mình người cuối cùng á. Đó, cuộc thi mà người cuối cùng này. Hay thì cứ comment cho mình sẽ thực hiện nha. Ok, bye bye tất cả mọi người. Không, nhớ ngày đi em khó. Ê xê.